giờ lại phải chỉ Nam này. Khó rồi. Nam nhìn vào tới làm chứ như vậy. À thôi, vào luôn đi, vào luôn đi. Bây giờ không cần giờ thì nữa Nam ạ. Cậu đứng đây nhá. Giờ thật bật tường, làm lại cái bài đầu tiên đã. Tường hợp 1, tường hợp 1. Đấy ơi, chuyển nhanh đi. Chạy lên đây, tụi anh chạy lên đây. Lên. Phê. Từ từ đã. Cái người thứ tư phải đứng ở sau ông đầu tiên. Rồi thế thì anh bắt đầu. Không, Nam đứng đây. Nhưng mà sau khi tớ rời đi thì cái marker này của cậu. Đây là vị trí của cậu đấy nhỉ? Ôi, Minh ơi. Trang này. Tớ đang đưa mình. Mình chuyển Nam xong rồi lại marker này luôn. Ở lại luôn. Tớ đang chạy sang. Okay. Xong em sẽ ở lại đấy luôn. Rồi, Nam chuyển cho mình. Rồi, chuyển cho mình. Xong cậu ở lại marker này giúp tớ. Rồi. Yep. Rồi là thế. Dầm rồi. Chạy lên. Chạy lên. Chạy. Rồi, chuyển anh. Rồi, ai của ôi. Tiếp nào. Mau chạy từ từ ấy cả. Ở sau mình. Ôi, Nam hiểu nhanh đấy. Tiếp rồi. Hợp lý. Có đây. Chạy từ từ thôi Nam. Không phải thế đâu. Đây này, giúp chúng tôi. Đấy. Mà đây là tập nhịp độ mà, để mình phối hợp với nhau ấy. Chạy từ từ thôi. Tập trung vào đường truyền ấy. Tập trung vào đường truyền và di chuyển ấy. Rồi. Tuấn Anh cứ chạy từ từ thôi. Nhưng em không được đứng nhìn. Anh bảo là Tuấn Anh. Vấn đề của em là bây giờ khi đá xong em hay có xuống đứng nhìn như thế này. Xong em mất một giây em mới nhớ ra là phải chạy. Thì em mới chạy đi, em phải chạy nhanh nhanh hơn. Để bù khoảng thời gian mất thì mất sức. Rồi bây giờ em cứ nói tới đây, sau luôn. Em sang bên này đi. Rồi. Lại đúng không? Đã bảo chạy từ từ thôi Nam ạ. Cậu thấy không, khi cậu nhận bóng là cậu đã đứng ở marker này luôn rồi. Chạy chậm thôi, chạy từ từ thôi. Trả tớ, đưa tớ nào. Rồi cây cậu này đến luôn đi. Này đi từ từ thôi. Cần gì phải nhanh đâu. Đấy, tập trung vào đường truyền đi. Rồi, tiếp nào. Mình chỉ mạnh lên ở cái nhịp trả này đấy mình ạ. Nhưng mà Nam này. Chạy đến rồi, tới mà chuyển mạnh này. Nam nhầm. Bóng rời chân và di chuyển luôn là được. Tuấn Anh chuyển lên, được không thì không thể qua được cái mình đang đến đâu. Lên, alo. Rồi. Đáng rồi, chuyển một chạm chân trái luôn. Tuấn Anh đừng có đỡ bóng vào đấy. Ôi. Ai nhận nhiệm vụ của mình đi. Rồi thôi. Đấy nhiệm vụ của mình thôi, không thể làm thêm cái gì cả. Đại ơi, Nam đứng ở sau mình luôn đi, đứng rồi. Phan luôn. À khoan, mình đổi bên đi, bọn mình làm bên phải rồi. Giờ sang bên trái đi. À ý đó là chuyển sang bên trái. À, mình đổi ngược vòng lại. Bây giờ theo chiều kim đồng hồ này. Đây, rồi. Rồi anh trả mình đưa tớ. Ok, lên. Sang Nam. Rồi. Chân trái nhiều hơn đấy. Rồi. Nam. Rồi. Ok, cố nắm một chạm nhá. Đây này. Con Nam xin. Rồi. Nam, cố xin. Rồi. Nam sang bên kia bên đi. Quên rồi Minh ơi. Cậu phải trả Nam à? Ok. Từ đã, khoảng cách này hơi bao giờ bỏ phải sang đây là một rồi. Cố gắng này nó chỉnh đang rất đều ấy. Thì có quãng đường di chuyển vào nhau. Nam đứng sau bên tớ. Rồi, đứng rồi. Tốt. Alo. Rồi, ai à. Cố gọi người mình sắp truyền. Nam ơi, truyền mình. Rồi. Alo, chỉ theo đồng đội luôn. Truyền sang tập chỉ. Rồi. Tốt. Chuyển nhầm đấy. Sai. Không sao, cậu đưa. Đấy, chuyển anh đi. Nam chuyển lên luôn. Coi như cậu chuyển rồi. Rồi, ok. Rồi. Alo. Tốt. Tuấn Anh này. Mình này. Có này. Đây. Em này. Bác này. Nam. Chạy từ từ. Ôi. Anh này. Rồi. Tuấn Anh này. Mình này. Nam này. Em này. Đây. Alo. Đúng rồi. Nam chuyển mình. Rồi. Anh này. Tuấn Anh này. Minh à. À ngáo. Mồm Minh này như thế. Minh à. Ui, phải chuyển. Lên đi, tụi anh lên đi. Rồi. Alo. Nam gọi đi, cậu hiểu bài nhưng cậu chả thấy mọi người gì cả. Tụi anh này. Ok rồi, chẳng nhầm. Thôi, chuyển tiếp đi. Chuyển tiếp đi, coi như không có gì. Tụi anh lên đi. Em tiếp tục quay tập anh này. Xin, đúng rồi. Nam này, chuyển sang. Ok. Anh này. Rồi. Tụi anh này. Ui. Tụi anh chạy lên đi. Hỏng thì em cũng phải đi lên mà. Đây. Rồi, tư duy là trong trận ý, em làm sai đối thủ nó có dừng lại, đứng im hẳn lại để làm lại không? Không đúng không? Mình phải tập như thế. Sai thì sửa.
Em gọi đấy trả sai nhưng vẫn phải chạy lên đấy. Alo. Anh này. Ôi. Tiếp. Mình. Nó chạm đi. Ôi. Cái nhịp dựa đấy chạm đi. Từ anh này. Thoải mái hơn rồi anh. Đây. Không sao, làm lại rồi. Làm sao? Mình này. Rồi, alo. Anh này. Tuấn Anh này. Trả lại. Ôi xin lỗi nhá. Làm sao trả lại đi. Rồi đi chuyển luôn. Nam này. Tuấn Anh này. Tuấn Anh đúng rồi. Alo. Nam chuyển giúp. Ôi nhà tiếp 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 chuyển bóng đây rồi. Nam này mình lao vào cái bóng thì sẽ có nhiều chuyện. Cũng nhận bóng cho đứng ở bóng cơ đi, đừng có lao đi. Rồi dừng lại mọi người, từ từ tôi muốn mọi người thử cái này đã. Đừng lao về phía trước bóng cơ như thế này. Lúc nhận bóng cho đứng ở bóng cơ rồi để đồng đội có cái điểm xác định ấy, để biết mà chuyền. Ok ok ok. Bao giờ chuyền trong bóng rời của chân mình thì mình mới di chuyển. Nó đang hơi động, mình phải đáng tính lại. Lúc nào vận tốc là không là không, nhưng một khi đã biết tốc là tăng hết sức lên. Rồi đi đi. Rồi. Đang trở lại Tuấn Anh. Nam trở lại rồi. Rồi ra lên luôn đi. Rồi sang. Mắc cờ đúng rồi. Anh này. Trông có vẻ đáp hơn các bạn ạ. Ơ quả đấy có phải chuyển cho Tuấn Anh chứ không phải chuyển cho tớ đâu. Fuck. Nhầm bài. Rồi anh lên đi, anh lên đi. Anh này. Anh à. Nhầm bài rồi. Chúng ta làm chậm lại thôi mà. Chậm thế nhưng mà em phải tập trung cơ. Có nhỉ, có tập trung ấy. Xử lý cái tốc độ xử lý em phải nhanh lên. Không đi bộ đã, đừng có chạy. Bạn có chạy đâu, bạn đây không phải chạy mà. Đây, chuyển sang cứ chỉ đi này thôi. Mình này. Chả bách này. Mình chạy bách, trả cho người vừa truyền. Anh bách truyền cho người xa. Chuyển lệch thôi. Tiếp đi, chuyển lệch. Nam nhận. Rồi. Đừng chạy ra bên ngoài cái tam giác này. Bạch nhận này. Chúng em. Anh trả mình. Rồi. Sang hay. Anh Nam trả em. Của anh ơi. Anh Bạch. Nam lên. Nam này. Rồi, hay Nam ơi. Đừng chuyển vào mũi Nam ơi. Đấy là thói quen rất xấu ấy. Rồi. Anh trả mình. Nam này. Bao giờ xuất xích mũi một brick thì mới làm thế. Anh chị. Rồi, Nam sang. Đấy, đứng ở đây. Nhiệt độ rất là hợp lý đây. Rồi. Nam này. Rồi. Em. Bạch à. Nam lại chạy rồi. Anh này. Rồi. Trả đây. Anh này. Rồi. Nhắc tốt. Lỗi chuyển sang trái lỗ ạ. Sao đây. Nam xin này. Rồi, chuyển sang này. Tốt Nam ơi, cố tập chuyển sang trái đi Nam. Anh này. Đây là sân tập mà cậu được phép sai mà. Anh này. Xin. À quên nhầm. Shit, tốt anh. Anh Bách này. Rồi, cố chuyển nhanh hơn nhá. Sao. Alo. Rồi. Em này. Tốt anh này. Minh à. Minh này. Nam này. Rồi, em. Hay đấy. Anh Bách chặn. Rồi. Đủ. Nam này. Tốt. Anh này. Tiếp nào. Hợp lý rồi. Nam này. Tuấn Anh này. Trả. Anh xin Tuấn Anh. Ok. Alo. Anh này. Rồi. Tuấn Anh này. Địch chứ. Chân trái. Đừng luôn. Anh xin Tuấn Anh. Tốt. Nam này. Nam thì chính xác lên nhá. Chào lên. Tiếp. Anh này. Rồi. Lên nào. Tôi nhầm rồi. À nhầm. Rồi ok không sao. Đổi sân bay bất cứ như thế này, đổi sân bay bất cứ như thế này. Đổi sân bay bất cứ như thế này. Đổi sân bay bất cứ như thế này. Lỗi. Nhưng mà trả lại ở phía sau hay trả lại ở phía trước? Đấy, bên này nhá. À, ok, phía sau thì... Đấy nhất, lại nhá. Nói chuyện cho mình người tới lao lên này. Rồi, một cái tường qua đấy. Sao lại sang với cậu? Nam trả mình. Okay. Bật tường, cậu nhận bóng. Xong cậu lại lên bật tường với Tuấn Anh. Tuấn Anh đứng sai. Rồi. Nam chuyển lại Tuấn Anh. Em cho em đi, coi như em vừa chuyển lại. Đã lại từ nhịp bật tường. Rồi, anh lên, chuyển lên. Rồi, chuyển lại bật tạm chưa hậu vệ cho Tuấn Anh, trước hậu vệ cho Tuấn Anh. Anh chuyển này em chạy chỗ, hiểu chưa? Rồi. Anh sẽ làm người lạc tường, hiểu chưa? Rồi. Xin, tường cho anh hả? Rồi, đúng rồi. Minh này, chuyển hơi sát.
anh này. Từ từ, quả đấy Nam Nam hiểu vị trí đúng không? Quả đấy Nam đứng ở đây thì tớ mới nhìn được đúng được, đứng ở đấy. Này anh ơi, sao không để em làm hậu vệ rồi ba anh truyền cho nhau? Điên à? Mày chạy qua chạy lại ba chỗ này à? Không được. Điên mà. Anh đứng ở đây. Đội vào đồ người ta 30 người người ta còn chả làm thế được. Chỉ tập trung rồi, chơi lại tớ sau hậu vệ không phải trước rồi, chạy lên đúng rồi. Bài tập này để hiểu ý tưởng thế Tuấn Anh ạ, nó không phải là một bài thôi đấy, chưa lại đúng rồi. Tuấn Anh vừa đứng sai nhá. Chơi sau hậu vệ nhá, không phải trước hậu vệ nhá. Rồi bác này. Còn tập là mình đang đứng im ở chỗ này này. Rồi. Chả lại phát là chạy luôn. Này. Đấy, di chuyển luôn để đánh bại hậu vệ đấy. Sau hậu vệ này. Ôi quá rồi. Nhớ để tam giác xuyên qua cái này, tam giác xuyên qua cái bất cơ. Linh đi Nam bật lại đi, Nam bật lại đi. Thôi Nam lên luôn này. Rồi. Rồi. Nam ơi, chuyển phía trước đừng chạy nữa. Chưa đừng chạy. Quay kịp. Tao lại đây, Quay là tốt. Có tấn tạo. Chuyển em này. Chuyển em này. Chuyển em này. Chuyển em này. Chạy luôn. Đúng rồi. Ôi ôi, bật đường đấy. Chạy luôn. Rồi. Bách thì chưa hậu vệ rồi. Đúng rồi. Ôi ôi. Chuyển về. Chuyển lệch nhá. Sát bắt cơ vào một chút. Bình tĩnh Nam ơi. Anh em anh đứng dậy cho. Lại nào. Rồi, trả lại cho tới anh em. Chạy đi Nam. Rồi, chuyển em. Bóng đá đơn giản thôi, chỉ chạy này. Thường thôi. Anh xin. Đây này. Rồi. Lại hộ cái đi anh. Nên chuyển mạnh hơn nhá. Nhưng mà alo, rồi. Mình. Sang này rồi. Đây. Đấy, đây nào. Good. Đấy. Có vẻ hơi nhẹ hộ vệ bắt được đấy, nhưng mà thôi. Đây. Đây. Rồi. Anh nhầm. Nam ơi. Em xin. Đây. Phía trước đường chạy. Rồi, xin lỗi. Tôi. Thẳng đây, Rồi. Bóng đá hay chạm. Mình nhìn chạm. Thôi, chưa hậu vệ mất rồi. Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Rồi, có bật cho. Chạy tiếp. Thôi, chạy em. Nếu như là bật thiếu thì có thể bật lại mà. Sáng tạo lên một chút. Alo. Rồi. Chạy lại đây. Hai. Ui giời ơi. Em thấy xe có 3. Đáng lại đẹp nhỉ. Này, enjoy cái moment này đi các bạn. Rồi. Rồi. Tốt. Chạy đi. Đo đo cho em. Mình lại tính cái cuộc chạy vẫn nhanh nhanh nữa. Cứ cứ giảm tốc làm gì. Vậy cũng nhanh thôi. Ơi nhầm rồi. Đúng sai chỗ. Đúng rồi, đánh đi. Mình. Rồi. Trái mình rồi chạy chỗ. Đúng rồi, mọi người cứ giảm tốc lại một chút. Này. Không phải nhanh quá đâu. Đây. Tập trung vào chuyền ấy. Bên này bên trái. Rồi. Chạy đi. Đúng quá nhỉ. Gọi nhau nào, gọi nhau nào. Đó anh này, anh xin. Hợp lý. Mình này. Anh này. Bật qua. Rồi. Nam này. Mình đây. Đúng rồi, ôi, nhanh vãi lồn. nhanh quá. Không theo được, tiếp đi. Chạy qua. Rồi, chạy đi. Rồi, chạy đi. Anh. Rồi, xin. Oh, wow. Tuấn Anh xin. Đây, luôn. Rồi. Bánh này. Bánh này. Rồi. Nam này. Bình chạy lại. Chạy lên. Đúng rồi. Hợp lý. Đây. Anh này. Xin lỗi, xỏ qua. Rồi, anh lên thì Linh luôn. Đem ở lại bất cơ thôi. Anh này. Rồi, di chuyển năng động lên, cái đường truyền nó đúng cái nhịp di chuyển ở ống độ. Đừng có cố, đừng có đi sai nhịp. Truyền phía trước. Ok. Alo. Có bị nhỉ? Này, bác ơi. Rồi, nhẹ nhàng. Hợp lý. Đúng rồi. Mình ơi. Anh xin. Đứng chạy. Nào làm gì đấy? Bắt chuột rồi. Ai làm đường thì người đứng im thôi. Đây. Rồi. Nào bác ơi. Nam này, trả lại. Chạy đi. Chạy lên. Rồi đấy, đúng cái nhịp đấy. Đúng, đúng sai rồi. Ok, đá đi. Lên nào. Đưa sau hộ vệ. Ice. Hộ vệ cắt được bóng rồi nhá. Bóng đã chuyển hỏng. Nam này, trả lại. Chạy lên. Em này. Chống kẹt lên. Xin. Chạy lên. Rồi. Mình. Chưa hậu vệ rồi.
Lại đi. Nam này, sau hộ vệ. Trả lại. Lại đi. Ui, lỗi quá. Quả đấy hai người cùng lao vào thì một người hô lên. Tập ra tiếp nào. Đi không? Là mấy phút nữa nhá, rồi đổi bài. À, mấy ngày sau hộ vệ. Tôi tư duy là được rồi đấy, quan trọng là kỹ thuật thực hiện thôi.